mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng tuy nhiên người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn vì lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng trong việc tái đàn vì giá thành chăn nuôi khá cao do không chủ động được con giống và thức ăn chăn nuôi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn lại lên kế hoạch tăng đàn nái trong đó một phần liên kết với nông dân trước đó một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi cũng đoán định giá heo hơi trong các tháng tới có thể tăng tốt thậm chí đạt mốc trên dưới 70.000 đồng kg. Lý do được đưa ra đó là giá heo hơi Việt Nam thuộc dạng biến động dữ dội vì chịu tác động từ quy mô chăn nuôi thiếu ổn định, quy hoạch, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến tổng nguồn cung giảm sút, kéo giá tăng. Dự báo giá heo hơi sẽ có xu hướng đi ngang trong ngày 26 tháng 6 năm 2024. Khu vực miền Bắc chứng kiến giá heo hơi giảm tại nhiều nơi. Theo đó, heo hơi tại khu vực các tỉnh gồm Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ. Hà Nam và Vĩnh Phúc được thu mua chung mức 67.000 đồng/kg, ghi nhận cùng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, cùng mức giảm trên, tỉnh Thái Bình triển khai giá heo hơi ở mức 68.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi trong khoảng 63.000 đến 67.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng thu mua heo hơi chung mức 63.000 đồng kg, mức giá 64.000 đồng kg được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk. Cùng lúc, khu vực các tỉnh Nghệ An và Ninh Thuận có giá heo hơi cùng neo ở mốc 66.000 đồng mỗi kg. Hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận cũng được giao dịch chung mức 67.000 đồng kg. Thị trường heo hơi phía Nam cũng giảm đến 2.000 đồng kg. Hiện khu vực các tỉnh gồm Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Trà Vinh và Long An cùng điều chỉnh giá heo hơi giảm 1.000 đồng mỗi kg, về khoảng 66.000 đến 68.000 đồng kg, tùy khu vực, với mức giảm 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại Cần Thơ hạ xuống còn 66.000 đồng kg. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể đứng yên ở cả ba miền vào ngày mai do thị trường đang có dấu hiệu đi ngang.